vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại số 4 đường Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tọa lạc của dự án Techco Đầm Sen. Và trong thời gian vừa qua thì dự án Techco Đầm Sen được dư luận khá là quan tâm. Dự án Techco Đầm Sen Complex do công ty cổ phần Địa ốc Phú Tân làm chủ đầu tư. Tổng công ty Techco là nhà phát triển dự án và công ty cổ phần Nam An Bình là tổng thầu thi công. Về dự án Techco Đầm Sen Complex là khu cao ốc thương mại với 2 block cao 22 tầng, được quy hoạch trên khu đất có diện tích 9.191,1 m², mật độ xây dựng của dự án là 38,7%. Dự án gồm 612 căn hộ có diện tích 65,14 m² tới 98,4 m², từ 2 đến 3 phòng ngủ. Techco Đầm Sen sở hữu các tiện ích nội khu như 2 tầng hầm để xe, trung tâm thương mại, hồ bơi, công viên, nhà trẻ, sân chơi thiếu nhi. Vì nằm ở khu vực trung tâm quận Tân Phú nên dự án cũng sở hữu các tiện ích ngoại khu tại đây. Dự án Techco Đầm Sen không cách quá xa trung tâm và để di chuyển đến khu vực dự án có thể đi qua các trục đường như Lũy Bán Bích, Hòa Bình, đường 3 tháng 2. Theo đó, đường 3 tháng 2 đoạn giao cắt với Võ Thị Sáu, tức khu vực ngã 6 công trường Dân Chủ, là tuyến đường hẹp chỉ có 4 làn xe cho hai bên, mà thời gian thì hầu như kẹt và đông từ sáng đến tối. Đường Hòa Bình thì đã được làm rộng nhưng đây không phải là trục đường chính. Như vậy, trục đường thuận tiện để di chuyển đến dự án Techco Đầm Sen là đường Lũy Bán Bích, về cơ bản đường ổn nhưng bất lợi vào giờ cao điểm. Theo nhân viên tư vấn thì dự án được lòng khách hàng khi nằm ở vị trí đông dân cư, thuận lợi cho việc mua bán, giá cả bình dân và có tính thanh khoản cao. Chính vì thế mà nhiều người mua khi chưa kiểm tra hiện trạng dự án đã vội vàng xuống tiền đặt cọc giữ chỗ. Nhưng xung quanh khu vực dự án Techco Đầm Sen Complex có mật độ xây dựng dày, khi bao bọc xung quanh dự án là nhà dân đã thành hình và một số công trình đang được xây dựng. Bên cạnh đó, tổng thầu thực hiện dự án này là công ty cổ phần đầu tư Nam An Bình. Đây là công ty con của tập đoàn Techco. Công ty này đã đi vào hoạt động được 6 năm. We'll be right back.